ngũ lực, năm sức mạnh tinh thần trong đạo Phật. Ngũ lực là năm sức mạnh tinh thần trong Phật giáo, phát triển từ ngũ căn, năm căn bản. Khi các căn này trở nên mạnh mẽ, chúng biến thành ngũ lực, giúp người tu tập vượt qua mọi chướng ngại và tiến tới giác ngộ. Ngũ lực gồm, một, tính lực, sát ba la, sức mạnh của niềm tin. Tính lực là sức mạnh của lòng tin vững chắc vào tam bảo, Phật, Pháp, Tăng, và con đường tu tập. Đây là niềm tin không mù quáng mà dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm cá nhân. Khi tính căn phát triển mạnh mẽ, nó trở thành tính lực, giúp người tu tập không bị dao động bởi các hoài nghi và chướng ngại. 2. Tấn lực, Viriabala, sức mạnh của tinh tấn. Tấn lực là sức mạnh của sự kiên trì và nỗ lực trong tu tập. Đây là sự cố gắng không ngừng nghỉ, vượt qua mọi khó khăn và chướng ngại. Khi tấn căn phát triển đến mức mạnh mẽ, nó trở thành tấn lực, giúp người tu hành duy trì động lực và không bao giờ từ bỏ. Ba ti ba la, sức mạnh của chánh niệm. Niệm lực là sức mạnh của sự tỉnh thức và chánh niệm, đây là khả năng nhận biết rõ ràng và liên tục về thân, khẩu, ý trong mỗi hành động, lời nói, và suy nghĩ. Khi niệm căng phát triển mạnh mẽ, nó trở thành niệm lực, giúp người tu tập duy trì sự tỉnh thức và không bị cuốn vào vọng tưởng và phiền não. 4. Định lực, Sam-hi-ba-la, sức mạnh của thiền định định lực là sức mạnh của sự tập trung và ổn định tâm trí. Đây là khả năng duy trì tâm trí ở trạng thái tĩnh lặng và không bị sao lãng bởi các yếu tố bên ngoài. Khi định căn phát triển mạnh mẽ, nó trở thành định lực, giúp người tu tập đạt được sự tĩnh lặng và sâu sắc trong thiền định. Năm, Tuệ lực, Pabala, sức mạnh của trí tuệ Tuệ lực là sức mạnh của sự hiểu biết sâu sắc về bản chất của các pháp, bao gồm vô thường, khổ, và vô ngã khi tuệ căn phát triển mạnh mẽ nó trở thành tuệ lực giúp người tu tập nhận ra sự thật và giải thoát khỏi sự vô minh lực trong kinh điển ngũ lực được đề cập trong nhiều kinh điển của phật giáo đặc biệt là trong kinh tăng chi bộ aguta Nikya, phần liên quan đến năm lực pakabalin kinh trung bộ majihima Nikya, nhiều kinh cũng đề cập đến ngũ lực trong ngữ cảnh của bác chánh đạo và các phương pháp tu tập ý nghĩa và ứng dụng tính lực củng cố niềm tin vào con đường tu tập giúp vượt qua mọi nghi ngờ tấn lực duy trì nỗ lực và không từ bỏ trước mọi khó khăn niệm lực giúp duy trì sự tỉnh thức và nhận biết rõ ràng trong mọi hoàn cảnh định lực đạt được sự tĩnh lặng và ổn định tâm trí quan trọng trong thiền định tuệ lực giúp nhận ra sự thật của vạn pháp và đạt đến giác ngộ ngũ lực là những sức mạnh tinh thần quan trọng giúp người tu hành vượt qua mọi chướng ngại trên con đường tu tập hướng đến sự giải thoát và giác ngộ hoàn toàn Bước chuyển từ ngũ căng sang ngũ lực Phát triển từ nền tảng, ngũ căng là nền tảng ban đầu, khi tu tập đầy đủ và liên tục, các căn này sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và đạt đến mức độ của ngũ lực. Sự vững chãi, trong khi ngũ căng có thể chưa đủ mạnh để chống lại các yếu tố tiêu cực, thì ngũ lực biểu hiện sức mạnh vững chãi, không bị lây chuyển bởi ngoại cảnh hay phiền não. Thực hành liên tục, quá trình chuyển từ ngũ căng sang ngũ lực liên tục, kiên trì, và sâu sắc khi các căn đạt đến mức độ mạnh mẽ và ổn định chúng trở thành lực ví dụ khi bạn mới bắt đầu tu tập niềm tin tính căn có thể còn yếu và dễ bị nghi ngờ khi đối mặt với khó khăn nhưng khi niềm tin này được tu tập và thử thách qua thời gian nó trở thành tính lực một niềm tin vững chắc và không thể lay chuyển trong kinh điển ngũ căn và ngũ lực thường được nhắc đến cùng nhau cho thấy sự chuyển hóa và phát triển liên tục trong quá trình tu tập từ nền tảng ban đầu đến sức mạnh tinh thần vững chãi Kết thúc bài này, mời các bạn cùng nghe bài kệ pháp cú 25 để thêm niềm tin vào giáo pháp Phật. Nỗ lực, không phóng dật, tự điều, khéo chế ngự, bậc trí xây hòn đảo, nước lục khó ngập tràn. Chúc các bạn luôn an vui trên con đường học Phật.